xin chào các bạn. Chào mừng các bạn đã trở lại với kênh Cuộc Sống Miền Tây hay là trang review nước ngoài sách tài của Lâm. Trong một cái những cái bài review trước đây á, trong những cái video trước đây của Lâm á, Lâm có nói á, là Lâm đầu tư những cái gimbal với một số cái ống kính và một số cái chân máy để làm chi, để phục vụ cho các bạn. Các bạn là những cái người xem, các bạn là những cái người xem được Lâm rất là ưu ái, Lâm rất là trân trọng những cái tình cảm, những cái like, những cái subscribe của các bạn. Cho nên Lâm đã đầu tư những cái dụng cụ này để làm những cái vlog và cũng giống như là quay những video thật là tuyệt vời, thật là chất lượng nhất. Lâm cố gắng hết mình vì các bạn hãy thông cảm cho Lâm. Cái điều thứ nhất á, là Lâm không có ai mà cầm quay giùm Lâm được. Thêm cái nữa là Lâm muốn cho nó có một cái hình ảnh thật là cố định, thật là vững vàng, thật là tốt á, thì Lâm sẽ cố gắng đầu tư thiết bị. Tuy nhiên trong những cái ngày đầu tiên làm còn bỡ ngỡ và còn nhiều thật là nhiều sai sót, Lâm biết điều đó và Lâm lúc nào cũng cố gắng là cải tiến. Thì Lâm sẽ improve những cái video clip của Lâm á bằng cách là Lâm cho chất lượng quay là 4K 4K. Các bạn đang xem thì các bạn chất lượng 4K là sẽ cố gắng thêm cái là ánh sáng và các cái làm cho cố gắng từng chút để cho những cái video của Lâm thì ngày càng hoàn thiện hơn. Và Lâm mong là các bạn sẽ có những cái comment đóng góp của các bạn thật là chân quý, những điều đó sẽ giúp cho Lâm được những cái kinh nghiệm và những cái học hỏi về sau. Thì hôm nay Lâm mới nhận được một cái gimbal mà Lâm vừa mới mua hàng ở trên trang mạng. Thì cái gimbal hiệu Gimbal 2 này á, thì Lâm nhận thấy á, là cái giá của nó đang rất là tốt. Thêm một cái nữa là Lâm thấy có một cái shop, một số shop á, bán giá tương đối là cao. Nhưng mà nếu mà các bạn mà biết cách á, các bạn search trên Google, các bạn biết so sánh giá các kiểu á, thì các bạn sẽ mua được một cái gimbal giá tốt hơn. Cái gimbal này Lâm mua chỉ có giá có 2 triệu thôi, là luôn cả tiền ship luôn. Thì Lâm mới nhận ngày sáng hôm nay, thì tối hôm nay Lâm mới có dịp Lâm mở hộp cho các bạn xem thì bên trong nó có gì. Tuy nhiên là biết là cái mẫu này đã có nhiều bạn khui hộp rồi, nhưng mà Lâm vẫn khui hộp cho các bạn xem. Thì trước hết á, là chúng ta thấy cái hộp của nó cũng bình thường, có cái chữ chữ này chữ tạo, chữ này là tiếng Hoa, cái này là Gimbal 2. Cái này nó có ba cái chức năng mà Lâm thấy là hợp lý. Thứ nhất đó là nó giống như là cái selfie sticker mà các bạn nữ hay cầm để mà chụp hình tự sướng á. Thì chút nữa Lâm sẽ làm cho các bạn xem. Thêm một cái nữa là nó cũng là một cái tripod luôn, một cái tripod ngắn lùng thôi. Vì chúng ta nếu mà để trên bàn, chúng ta thể tự quay vậy, chúng ta để trên bàn vậy, hoặc là cái mục đích chính của nó là cái gimbal. Rồi ok, không nói nhiều nữa mà hợp luôn. Đó, khi mà chúng ta mở bên trong ra thì nó là một cái hộp như vậy nè. Nhìn nó cũng khá là cao cấp và cứng cáp, chúng ta có thể xách đi đâu nó rất là tiện lợi. Mở ra đó thì ở bên đây có một cái ngăn đựng sách hướng dẫn rồi phiếu bảo hành, thẻ hay là thẻ bảo hành vân vân, và một cái cọng dây USB để mà chúng ta sạc thôi chứ không có gì. Chúng ta không quan trọng những cái thứ này. Chúng ta quan trọng là cái này. Chúng ta là quan trọng là cái gimbal này. Và Lâm dự định đó là ngày mai Lâm sẽ đi ra một cái quán cà phê nào đó. Rồi Lâm sẽ quay vòng cho các bạn xem đây là cái gimbal, đây là dây 19 chúng ta hôm nay, chức năng rất là nhiều và Lâm đã tham khảo khá là nhiều, Lâm mới quyết định Lâm mua. Để qua bên đi thì là nó có đi kèm theo hai món nữa. Đó chính là cái này là gì để con coi. Cái này là cái tripod. Giống như là Lâm nói hồi nãy á, chúng ta mở ra gì, chúng ta gắn cái gimbal này lên đây, chúng ta gắn cái gimbal này lên đây á, thì nó sẽ trở thành một cái tripod. Chúng ta có thể tự để nó đứng dậy rồi chúng ta quay video clip thôi, không cần ai mà cầm giùm hết. Ok, cái này cũng hay, giống như là chúng ta mua một món mà chúng ta được công dụng của ba món như thế các bạn. Nhưng mà Lâm không cần cái chipbox này đâu. Cái này là bất chỉ là mới dùng thôi, bởi vì Lâm có mua một cái chipbox này rồi. Cái chipbox này á, chúng ta có thể bật thiệt là xa và thật là cao luôn. Đó, Lâm cố gắng Lâm đầu tư hết cỡ cho video clip của Lâm rồi đó. Còn các bạn mà còn không có ủng hộ Lâm nữa thì thật là tạm biệt với Lâm quá các bạn ơi. Đây là cái ống kính tia cự xa, Lâm mua cái này á, để chụp hình, để cho những cái góc chụp hình thật là bự. Thì cái này Lâm cũng mua ở trên cái shop Amazon hay gì đó Lâm quên rồi. Thì nó có hộp nó bằng gỗ như này, rồi ở bên trong nó có một cái hộp túi vải như vậy, có cái móc treo như vậy nữa, nhìn cũng khá là cao cấp.
rồi cái ở bên trong của nó là nó có một cái ống len, ống len để gắn vô cái camera, và một cái này á là để chúng ta một cái nẹp chúng ta sẽ cố định cái camera lên ở trên cái điện thoại của mình, và một cái khăn để lau vô ống kính. Rồi thì cái này á thì để dành chụp những cái góc rộng, làm thí dụ giống như là bình thường thì một cái camera của bạn giống như là cái iPhone X làm đang quay á thì chúng ta chụp được tới đây thôi, làm thí dụ vậy. Nếu mà các bạn gắn cái này vô á thì nó sẽ cho chụp hình được rộng ra thêm vậy. Cho nên là những cái hoàn cảnh xung quanh hoặc là những cái mô tả gì về hình ảnh á thì nó sẽ được nhiều hơn. Rồi thôi kệ, bỏ qua mấy cái này, chúng ta quan trọng là cái này, cái gimbal này á. Khi mà chúng ta gắn lên đây á thì nó sẽ có khá là nhiều chức năng, khi mà chúng ta quay vòng vòng sẽ đỡ rung hơn. Ngày mai Lâm sẽ quay các bạn, Lâm sẽ test thử cái này rồi Lâm quay Lâm đưa lên cho các bạn xem. Lâm rất là ưng ý cái này. Nó có khá là nhiều chức năng. Với một cái nút này nữa, cái nút triple này á, là khi mà chúng ta bấm vô nó hai lần á thì nó sẽ cố định quay từ góc này, nó sẽ tự quay vào góc khác, và thêm một cái nó sẽ lock được cái camera, nó cố định hơn, làm cho cái hình ảnh chúng ta sẽ đỡ rung hơn. Và Lâm nhận thấy là cái này cũng khá là cao cấp, chúng ta cầm thì nó nặng không nặng mà nó nhẹ không nhẹ, khá là vừa tay để chúng ta cầm để đi du lịch, đi đây đó, đi các bạn làm vlog thì khá là thích hợp. Cái đầu cầm thì nó cũng khá là chắc tay, cũng rất là tuyệt vời. Lâm chưa có dịp trải nghiệm nhiều giống như Lâm vừa mới khu học cái đây thôi. Thì ngày mai Lâm sẽ quay test cái này để cho các bạn xem như thế nào. Rồi cái quan trọng là Lâm muốn nói với các bạn là Lâm đã đầu tư khá nhiều về để làm vlog, để làm review cho các bạn xem. Tất cả các bạn là những cái người dùng thật là trung thành và đã có những cái tình cảm, và một số bạn cũng đã comment và đã nhắn tin riêng cho Lâm á là để hỏi về những cái tư vấn nước hoa vân vân, thì Lâm cũng đã trả lời các bạn thật là nhiều, mặc dù điều đó là free, nhưng mà Lâm sẽ cố gắng làm hết mình có thể để giúp các bạn có những sản phẩm tốt nhất và giá tốt nhất. Nếu mà các bạn có thắc mắc gì thì hãy liên hệ với Lâm qua hotline 0939 01 42, Lâm sẽ cố gắng trả lời và giải đáp trong cái tầm khả năng và trong cái level mà cái hiểu biết của Lâm. Rồi cảm ơn các bạn, nhớ subscribe và like cho các bạn.